Ruby ơi, hôm nay con thích mở hộp đồ chơi nào? Chỉ mẹ coi. Đâu cái nào? Cái bộ này á hả? Bộ câu cá này á hả? Câu heo đúng không? Câu những chú heo á hả? Rồi, để mẹ lấy xuống nha. Rồi. Các bạn ơi, hôm nay Ruby đòi mở cái hộp này nè. Không biết cái hộp này là cái gì nhưng mà mẹ Dương thấy là hình như là câu những chú heo hay sao á. Tại vì thấy có cần câu nè. Có cần câu mà thấy Ruby khoái lắm. Ruby đòi mở cái hộp này từ hôm qua đến giờ rồi. Nên bây giờ mình vô đây mình mở nha. Bây giờ hai mẹ con Ruby sẽ mở hộp này nha. Đây là những chú heo Baby Big Câu con heo chó. Ha. Mình đo cho bạn. Đây, các bạn nhìn xung quanh cái hộp nè. Wow, thật là đẹp. Bên hông nó có hướng dẫn nè các bạn. Đây là một cái hồ. Một cái hồ để mình câu. Còn đây là cái đường ray ở trên để cho những chú heo tuột cầu tuột xuống cái hồ này. Đó, và đây là cần câu. Hình như là người ta cho mình tới hai cái cần câu hay sao á. Để chút nữa mẹ Dương mở ra, mẹ Dương coi thử có khi là có một cái hay sao nữa. Nào, chúng ta mở thôi, không chần chừ nữa. Mở nhanh cho các bạn xem ha. Còn ở trong nữa. Rồi, hết rồi các bạn ơi, hết rồi. Đây là có một cái cầu tuột nè. Đó. Và đây là cái bảng đèn. Hình như là nó có cái gì trong đây nè. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ từ, mình sẽ ráp thành như cái hình của ngoài cái hộp nha. Đó, nó cho mình hai cái cần câu nè. Đúng rồi. Phải có hai cái thì hai mẹ con mình mới chơi được đúng không? Không, mình chơi. Bây giờ mình chơi thử. Bây giờ bài màu. Không, bây giờ mẹ sẽ lắp pin trước nha. Mẹ lắp pin trước đi. Cái này. Đây, pin nó nằm ở dưới này nè con. Đó, pin nằm ở cái khay này nè. Ừ, cứng quá. Wow. 3 cục nha các bạn. 3 cục pin. Bây giờ bắt đầu mẹ Dương sẽ dán cái này lên cái mặt hộp. Ê, cô Bi con đừng đụng tay vô nha, để cho mẹ dán cho đẹp nè. Ok. Ừ, chúc mấy mẹ, mẹ nhờ con làm giúp mẹ ha. Còn cái này con nhỏ lắm, con không có dán được đâu, để mẹ dán cho. Mẹ cho mẹ dán. Ừ, ngày mai con lớn con dán cái mẹ ha. Dán cho bố. Đây, còn cái này các bạn cắm vào đây. Đó. Chào chúc các bạn. Chào chúc các bạn. Đây, tạo một độ dốc để cho những chú heo sẽ tuột xuống. Cái này mình sẽ cắm vào đây nha các bạn. Mở cái này ra. Rồi, rồi, hai chú heo đó. Rồi mẹ Dương nhìn thấy rồi. Khi mình câu được mình sẽ gấp những
cánh chú heo mình bỏ vào hai cái rổ hai bên này. Còn đây là cái cần câu nè các bạn. Không phải cái dù con, cái đó là cái cần câu á. Đây, cái cần câu mẹ Dương gắn xong được một cái rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái này vô để mình câu. Rồi, mẹ cho Ruby cái này nha. Rồi, Ruby cầm mẹ cái này đi. Đó, xinh chưa? Được một cái rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái thứ hai. Mẹ cho Ruby cái màu hồng. Còn chút nữa mẹ câu cái màu xanh ha. Rồi, xong, hai cái. Rồi, cho Ruby cầm mẹ hai cái đi. Còn cái này để mình làm gì ta? Để mẹ Dương coi cái hộp coi nó chỉ mình làm cái gì đây. Này để làm gì nhỉ? Itobi. Cái này còn bỏ nước vô câu luôn anh, đổ nước vô luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Không các bạn ơi, cái này là mình không đổ nước đấy. Đó. Này để chi ta? Cái này để làm gì ta? Mẹ cũng không biết nữa. Thôi mình cứ để qua một bên đi. Chút nữa khi nào đến nhu cầu mình cần thì mình sẽ lấy ra. Từ từ để mẹ bỏ heo ra đã. Cái này để đâu ta? Có mẹ gắn bánh xe vô để cho heo có thể chạy được nha. Cho mẹ hướng vào. Cho hướng vào đó cho nó bơi được chứ. Này hướng vào. Các bạn ơi, đây là cái hồ hoàn chỉnh. Chút nữa khoe. Các bạn ơi, đây là cái hồ cá mẹ Dương vừa mới lắp xong hoàn chỉnh rồi. Còn bây giờ là cái cần câu nè. Mình sẽ cắm ở đây một cái và cắm cái này ở bên đây một cái đó. Bây giờ mình sẽ thả những chú heo này vô. Các bạn ơi, những chú heo nào mà có cái bánh xe như vậy nè là chúng ta sẽ đặt các bạn ấy ở trên đây để cho các bạn ấy tuột xuống nha. Rồi Ruby tìm giúp mẹ xem chú heo nào có cái bánh xe đâu. Chú heo nào có bánh xe đâu con bỏ lên cầu tuột cho mẹ giùm mẹ đi. Còn những chú heo nào không có bánh xe thì chúng ta sẽ bỏ vào hồ cá nha, bỏ vào cái hồ nước này. Chút nữa mẹ Dương sẽ đổ nước vô đây. Chú heo nào đó bắt chiêu. Vậy đúng rồi. Vậy thì mình sẽ bỏ vào cái hồ này nha. Rồi xong mẹ Dương sẽ đổ nước vô nè. Rồi con nhặt giúp mẹ bỏ vô đi. Bây giờ mẹ sẽ đổ nước vô, hai mẹ con mình cùng câu heo ha. Dạ. Rồi, các bạn nhìn mẹ Dương đổ nước đây nha. Nè, mẹ Dương đổ nước đây. Đó, nước sắp vô rồi các bạn ơi. Chút nữa cái độ khó nó sẽ rất là khó đó. Nhiều nước lắm. Các bạn ơi, còn đây là cái rổ có tất cả là hai cái, mình sẽ gắn bên này. Không mẹ ơi. Đó. Thì một bên là của con, một bên là của mẹ nhé. Chút nữa hai mẹ con mình ai câu được thì mẹ, chúng ta sẽ bỏ mẹ vào đây. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở công tắc lên nha. Ruby thích màu hồng hay là màu xanh? Rồi mẹ cho con màu xanh nè. Wow, các bạn nhìn nè. Cái này hay quá. Trời ơi, những chú heo nó leo lên tường luôn. Rồi chúng ta cùng câu cá thôi, câu heo thôi. Wow, cái này khó lắm, sợ Ruby không câu được quá à. Nó nhanh lắm. Wow, mẹ câu được rồi nè. Rồi mẹ bỏ rổ nha. Rồi Ruby câu đi con. Đây, con cầm lên. Rồi con câu đi. Những chú heo này rất là khôn nha, chạy rất là nhanh, không cho mẹ với lại Ruby câu được đâu. Khó lắm các bạn ơi, không câu được đâu. Cái này Ruby không câu được đâu, khó lắm. Wow, lên được rồi.
Ruby còn nhỏ chưa câu được đâu. Ruby còn nhỏ lắm. Còn đây là những cái nút ví dụ như là bài hát hoặc là nút đây là cái gì ta? Ô mẹ câu được con này. Tự nhiên dính vô cái cần câu của mẹ. Ngồi không. Ngồi không cũng dính đó. Tự nhiên mẹ để vậy nè cũng dính vô đó. Đâu mẹ thử nút này nha. Đây là cái gì ta? Cái này là nút hát. Còn nút này là nút học bài. Nút này là nút đàn. Lúc này cũng là lúc hát luôn. Rồi. Ruby câu được rồi. Rồi. Quá nó. Ruby câu được rồi. Giỏi quá các bạn ơi. Đây con mở rổ của con nè. Con mở rổ của con. Rồi con câu tiếp đi. Gì đây? Quay cho các bạn xem ha. Quay cho bạn xem nè. Hình hình đang mơ cái hình đó. Ruby câu được hai con hả? Các bạn nhớ đăng ký kênh Phương Phương Channel để ủng hộ tiếp cho Phương Phương ra những video khác hay hơn nữa nha. Ruby đang còn nhỏ. Bye bye các bạn. Bye, see you later. Bye bye các bạn con. Bye bye các bạn. Ok, rồi.